Với mức ngân sách đầu tư khoảng 11 triệu đồng cho một bộ PC không phải là mức đầu tư quá lớn, nhưng chúng ta phải biến được 11 triệu đồng của chúng ta thành một mức đầu tư xứng đáng, bởi vì việc chọn mua bộ PC vô cùng khó. Các bạn phải cân nhắc giữa CPU này, RAM, SSD, VGA hay thậm chí là vỏ cây, nó cũng phải là tuyệt vời nhất. Vậy thì tại sao chúng ta không biến công việc này một cách dễ dàng hơn bằng cách mình sẽ giới thiệu cho anh em một bộ PC mà anh em xem ưng ý chỉ việc tới với Anphát và mua mà thôi. Thì đây sẽ là bộ PC đấy. Đầu tiên sẽ là CPU. CPU đương nhiên rồi, phải đến từ AMD chứ. Tầm giá thấp chỉ có phải mua của AMD thôi. Ryzen 3 3100. CPU này có 4 nhân 8 luồng, sweep cơ bản là 3.6 và boost tối đa có thể đạt được là 3.9. Và các bạn hoàn toàn có thể ép xung CPU này. Thì về mặt lý thuyết nhá, mẫu CPU này gần như là rẻ nhất trên thị trường, 2.4 triệu, anh em có thể mua mẫu CPU 4 nhân 8 luồng mà ngày xưa anh em sẽ không bao giờ nghĩ tới được. Thì cái mẫu CPU này ấy, về mặt lý thuyết nó sẽ có hai cụm nhân, thì một cụm nhân 2 nhân 4 luồng với một cụm nhân nữa cũng 2 nhân 4 luồng ghép lại với nhau, nó sẽ tạo thành một con CPU 4 nhân 8 luồng. Thì nghe này thì hoàn toàn nó sẽ bị thua khi so với Ryzen 3 3300X, vì 3300X nó mức giá khoảng hơn 3 triệu cơ. Thế nên mẫu CPU này vẫn hoàn toàn đáng lựa chọn để có thể chọn mua. Các bạn đừng nghĩ kiểu cụm nhân nó tách ra như vậy thì hiệu năng sẽ kém, nó chỉ thua kém một chút khi so với 3300X thôi, vì 3300X nó đắt hơn khá mà. Để kết hợp được với CPU Ryzen 3 3100 thì mình sẽ lựa chọn main A320MK Prime đến từ Asus. Thì mẫu main này sẽ sử dụng một cổng cấp nguồn 4 pin. Anh em đừng lo vấn đề kiểu thiếu điện cho CPU này, kể cả không thích 3000 nốt cắm 3300X vào cái mẫu main này thì hoàn toàn chạy ok. Thì mỗi việc anh em không thể làm được đó là ép xung thôi. Mặc dù mẫu main này vẫn hỗ trợ ép xung nhưng mình khuyên không nên ép xung, bởi vì chỉ sử dụng một cổng cấp nguồn 4 pin nó sẽ không thể nào cấp đủ điện cho CPU để anh em có thể ép xung một cách lâu dài và hoạt động ổn định hơn. Thì nó vẫn có 2 KB RAM để anh em có thể là cắm vào. Thì mình đã cắm sẵn một thanh RAM 8GB đến từ PNI rồi, thì anh em hoàn toàn có thể cắm thêm một thanh nữa để chạy dual channel. Khi đấy thì hiệu năng của bộ PC nó sẽ cải thiện rất nhiều, bởi vì 8GB RAM nó không phải một dung lượng lớn, anh em vẫn có thể làm đa nhiệm các thứ ok. Tuy nhiên nếu mà làm việc công việc nặng hơn như kiểu Photoshop này, edit video này, hay thậm chí nhá, đơn giản hơn chứ tự game nặng kiểu Warzone, thì 8GB RAM hơi ít. 8GB RAM đương nhiên vẫn chơi được, nhưng 16GB nó sẽ là mức lựa chọn tối ưu hơn. Về mặt cơ cấu ạ, đây sẽ là một điểm thú vị, bởi vì khoảng 11 triệu đồng ấy, cách đây khoảng 1-2 tháng thôi, anh em sẽ chỉ chọn mua được GTX 1650 Super. Nhưng bây giờ với một thương hiệu tới từ Mỹ, Mỹ xịn nha, nhưng kiểu Mỹ đình Mỹ thoa đâu, GTX 1650 Super đến từ PNI, thì với mẫu card đồ này anh em hoàn toàn để chơi tất cả các tựa game online hiện nay trên độ phân giải Full HD Max setting. Thì đối với một số tựa game offline thì anh em chịu khó hạ setting một chút và setting kiểu đổ bóng hay khử răng cưa nó thấp đi một tí, thì khi đấy anh em vẫn có thể chơi tất cả các tựa game nặng trên độ phân giải Full HD và setting nó cao cao. Đấy là tùy mỗi người thôi. Nếu anh em thích setting cao đúng không, thì FPS nó sẽ hơi thấp một tí, còn nếu setting thấp nhất thì chắc chắn FPS sẽ rất cao. Đặc biệt các tựa game như kiểu CS:GO ấy, anh em ưa thích FPS cao đúng không, hạ setting xuống FPS thì thấy kiểu 200-300, nó chuyện vô cùng đơn giản. Và nguồn thì đã sẽ là VP500. Bộ nguồn này có thể đáp ứng được toàn bộ cấu hình này, và nếu như anh em có nâng cấp thêm một mẫu CPU khác nó lớn hơn, không phải là 3000 mốt nữa mà lên 3300X đi, thì cái mẫu nguồn này vẫn có thể gánh vác được. Và vỏ cây sẽ là GeMark Forsex hoặc OMG. Thì với GeMark Forsex ấy, nó sẽ hơi to hơn so với OMG, nhưng đối với vỏ cây OMG thì trông nó sẽ cá tính hơn rất nhiều. Thì anh em khi mua bộ PC này muốn vỏ cây nào thì chọn bộ vỏ cây đấy sao cho nó phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân. Thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng của bộ PC này, để anh em đánh giá sao thì hãy cùng comment bên dưới nhé.
Mình sẽ có nhận xét về combo như này. Với mức giá khoảng 11 triệu đồng, các bạn đã có một mẫu CPU gọi là chơi game tốt nhất trên thị trường trong mức giá khoảng 2 triệu rưỡi, đó chính là Ryzen 3 3001, một card đồ họa cực kỳ ngon là GTX 1660 Super. Thì một số các tựa game các bạn có thể thấy ở đấy, RAM nó có thể hơi thiếu thì các bạn hoàn toàn có thể mua thêm một thanh 8000 nữa cắm vào, thì khi đấy bộ PC nó sẽ tăng giá lên. Thế nhưng tăng giá nó vẫn rất đáng lựa chọn, bởi vì hơn 12 triệu, bởi đây là nâng cấp RAM với hơn 12 triệu nhá. Thì anh em làm sao có thể mua được một mẫu PC nó ngon như này? Ý kiến của anh em như nào? Để lại một bình luận nhé. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình qua trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn sớm thôi.